Hội nông dân huyện vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Huỳnh, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đồng chí Võ Đình Quang, trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Trần Bình Lâm, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. 6 tháng đầu năm 2024, Hội nông dân huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò trung tâm nòng cốt, đề mạnh các phong trào thi đua, cán bộ hội viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng Đảng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân và nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong 6 tháng, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 89 cuộc tuyên truyền, 11 cuộc quán triệt triển khai các nghị quyết, một lớp nghiệp vụ công tác hội, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động cho 150 cán bộ hội viên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thành lập mới 12 mô hình phát triển kinh tế, 4 tổ hợp tác, 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh, các đơn vị dịch vụ, tổ chức được 18 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất về nông nghiệp, cung ứng 250 tấn phân bón, 2.500 cây giống các loại, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. Cùng với đó, để tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, Hội Nông dân huyện đã ký kết hợp đồng ủy thác với các ngân hàng cho 2.405 hội viên vay vốn với tổng số tiền 257 tỷ đồng và Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp. 3 tỷ 170 triệu đồng. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tổ chức ra quân chỉnh trang được 401 nhà ở vườn hộ, công trình phụ trợ, 130 nhà vệ sinh, hố xử lý rác thải, di rời chuồng trại 105 chuồng, trại chăn nuôi. Để thực hiện tốt công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2024, Hội Nông dân huyện tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền vững mạnh phối hợp cơ quan quân sự công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh tham gia phòng chống tội phạm phòng chống ma túy đảm bảo an toàn giao thông xây dựng các mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật gia đình nông dân không vi phạm pháp luật không mắc các tai tị nạn xã hội